Đây là trường hợp báo lỗi hồi tiếp điện áp của bình ắc quy các bạn nhé. Mặc dù mình cấp đến gần 100V này, nhưng mà nó UPS vẫn chạy này, nhưng mà nó báo lỗi là bây giờ không có điện áp ắc quy, ắc quy bị mất. Đấy, nó làm như OBS vẫn chạy, dòng ăn của nó nếu mà chạy không tải là như này, 100V nhân với 0,6 thì cỡ khoảng 60W. Mấy con chờ đưa về cái chân điều khiển kia chắc là mình phải xem lại.